Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin sẽ trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin nổi bật sau. Một diễn đàn mạng lớn với hàng trăm nghìn lượt người theo dõi đã bất ngờ đăng tải video cùng với lời thông báo clip hot giữa đêm, nam em vừa đến đặt hoa và bánh trước cửa phòng chung cư của Trường Giang để chúc mừng sinh nhật anh vào ngày 20 tháng 4. Trong clip ngắn, cô gái được cho là hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long đã đội mũ che mặt âm thầm mang bánh và hoa tới căn hộ của Trường Giang, sau đó đặt ở thềm cửa. Được biết sinh nhật của Trường Giang vào ngày 20 tháng 4, clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi với vô số lời bàn tán, bởi trước đó người đẹp từng khẳng định cô cam tâm tình nguyện hy sinh vì hạnh phúc của Trường Giang. Việc ghi hình ở một khoảng cách ngắn và khá xó mặt nên nhiều người tỏ ý nghi ngờ clip được sắp đặt và nam em lại chiêu trò. Tuy nhiên một số khác lại cho rằng do cô quá si tình nên nam em chỉ làm theo thói quen. Những ngày qua, lời thú nhận 30 yêu chỉ có một nốt thăng chưa từng xuống nút sáng của nam em với Trường Giang đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hành trình tình ái của hoa khôi và danh hài chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng, song để lại cho cô rất nhiều cảm xúc. Quá yêu Trường Giang, nam em còn thường xuyên mua hoa cẩm chướng để gửi tặng anh. Ngay cả khi đi shopping, cô cũng luôn nghĩ tới việc phải mua đồ cho người thương. Mới đây, mạng xã hội dần dần trước tin đồn Lôi Hoàng hẹn hò cùng với cựu thành viên Lam Thúy Vi khi một số hình ảnh thân thiết của cả hai bất ngờ rò rỉ. Đáng chú ý, trên Instagram, Thúy Vi cũng thường xuyên chia sẻ bức hình bên cạnh bạn trai giấu mặt, nhuộm màu tóc y hệt Lôi Hoàng. Ngay sau khi bị rò rỉ, những bức hình lập tức lan truyền rộng rãi và gây xôn xao dư luận mạng xã hội. Trước Lôi Hoàng, Thúy Vi từng có thời gian hẹn hò với Sobin Hoàng Sơn sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình vào năm 2014. Chiều ngày 18 tháng 4, Hoa Vinh đăng bản thu âm ngắm hoa lệ rơi trên một trang nghe nhạc online với dòng trạng thái: "Ờ giờ phải khỏi thập thò sợ mở nhạc của tôi nghe rồi nhé các ông, không còn phải lo hát bậy nha, nào nào, các anh chị em ơi cày view cho em lên top nào." Hiện tượng livestream cũng đã lên tiếng gọi người khác chia sẻ bản thu mang tên Ngắm Hoa Lệ Rơi, Hoa Vinh để làm bản thu nhanh chóng tăng hạng trên bảng xếp hạng âm nhạc. Ở phần bình luận, bên cạnh những người hâm mộ phấn khích vì Hoa Vinh đã ra mắt bản thu chính thức ca khúc từng giúp anh gây sốt, cũng có những người cho rằng Hoa Vinh tuyên bố ca khúc của Châu Hải Phong là nhạc của tôi là thiếu chính xác. Nhưng cũng ngay trong chiều 18 tháng 4, ca sĩ Châu Hải Phong, người sở hữu bản thu chính thức đầu tiên Ngắm Hoa Lệ Rơi, cũng đã lên ý kiến trên trang cá nhân. Dù không nhắc đích danh Hoa Vinh, nam ca sĩ cũng có lời nhắn nhủ được cho là nói đến chuyện Hoa Vinh tung bản thu Ngắm Hoa Lệ Rơi. Sau khi Hoa Vinh tung bản thu, phía Châu Khải Phong và Duy Cường đã ngay lập tức liên hệ với anh. Nhưng cách phản hồi của Hoa Vinh khiến cho họ khá bất ngờ. Theo nhạc sĩ Duy Cường, Hoa Vinh đề nghị anh nhắn số tài khoản để chuyển tiền mua ca khúc. Chiều ngày 18 tháng 4 liên hệ với quản lý của Hoa Vinh về sự việc trên, nhưng đến ngày 19 tháng 4, phía Hoa Vinh vẫn chưa đưa ra phản hồi. Trưa ngày 19 tháng 4, Châu Khải Phong cho biết Hoa Vinh hứa sẽ sửa tên bản thu, thêm chữ cover, nhưng đến 12 giờ vẫn chưa thấy thực hiện. Mới đây, một nguồn tin cho biết Ngô Kỳ Long ăn quỵt tiền đầu tư, công ty không có trả tiền cho các nhân viên dưới quyền. Không chỉ dừng lại ở đó, có tin đồn khẳng định Kỳ Long bị vô sinh, tuyệt tự tuyệt tôn. Những tin đồn này gây ảnh hưởng đặc biệt đến danh tiếng của anh. Phản ứng lại các tin đồn trên, Ngô Kỳ Long đã thông cáo chính thức cho biết sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết chuyện bị tung tin gian lận tiền đầu tư, cũng như chuyện không có khả năng sinh con, cùng những vấn đề thiếu căn cứ khác. Trước đó, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi ly hôn vì Thi Thi ngoại tình và có thai với người đàn ông khác. Cặp đôi này ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận, ủy thác cho luật sư đối phó với những kẻ tin đồn thất thiệt. Cuối năm ngoái, thông tin vợ chồng nàng đại hoa đán Triệu Vy có hành vi gian dối và cung cấp sai lệch thông tin trên thị trường chứng khoán được tung ra và gây sốt trên cộng đồng mạng xứ Trung. Sau gần nửa năm điều tra, mới đây Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc vừa chính thức công bố thư quyết định xử phạt hành chính, bác bỏ mọi biện luận có liên quan đến vợ chồng Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long, công ty truyền thông của Long Vy và công ty văn hóa Phạn Gia. Theo đó, vợ chồng Triệu Vy và Khổng Đức Vĩnh bị cấm tiệt 5 năm dòng bước chân vào thị trường chứng khoán, đồng thời chịu mức phạt 300.000 nhân dân tệ, tương đương với hơn 1 tỷ 50 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với hai công ty của Long Vy và Vạn Gia thì bị phạt cảnh cáo và phạt 600.000 nhân dân tệ, tương đương với hơn 2 tỷ 100 triệu Việt Nam đồng.
Cha mất sớm, mẹ tái hôn, Seo Jung-ho chọn cách sống tách biệt với thế giới và nuôi một ước mơ duy nhất là sở hữu hòn đảo riêng của mình để kiếm đủ tiền cho mục tiêu. Jung-ho nhận công việc chạy vặt trong bóng đêm, thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt trong thế giới ngầm theo yêu cầu của khách hàng với bí danh là Healer. Bước ngoặt cuộc đời của Jung-ho bắt đầu mở ra khi điều tra thân thế cô phóng viên trẻ Cha Yong-shin. Trong quá trình tiếp cận mục tiêu, Jung-ho vô tình phát hiện những manh mối và cái chết của cha mình. Vì thế, dù đã hoàn thành nhiệm vụ, anh vẫn quyết định kết thân với Yong-shin qua bộ dạng khổ khờ của Park Bong-so, đồng nghiệp cùng tòa soạn với Yong-shin và Kim Min-ho, phóng viên tin tức nổi tiếng. Từ đây, Jung-ho bị cuốn vào câu chuyện thị phi, tội lỗi đằng sau ánh hào quang của những chính khách nổi tiếng, nhưng anh cũng bị chính sự trong sáng thuần khiết của Yong-shin chinh phục. Jung-ho nhiều lần dùng thân phận healer bất chấp nguy hiểm để cứu Yong-shin, khiến cho trái tim cô rung động. Dù biết rõ tình cảm của Yong-shin, nhưng Jung-ho vẫn không thể bộc lộ thân phận thật của mình. Tình yêu với Yong-shin ngày càng sâu đậm, khiến cho Jung-ho thực sự từ bỏ bóng tối để có được hạnh phúc bình thường. Nhưng đó cũng là lúc anh phát hiện ra nhiều bí mật khó ngờ. Trong lúc này, thân thế thực sự của Yong-shin được tiết lộ, khiến cho cô rơi vào vòng nguy hiểm. Trước hoàn cảnh ấy, Jung-ho đã làm gì để bảo vệ Yong-shin khi bản thân đang gặp rắc rối, khi liên tiếp bị những thế lực mờ ám, vu khống tội giết người? Bản tin giải trí đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!